Cô biết người này phải không? Hôm nay cô đã bị giết rồi. Giờ thì chúng tôi tìm đến hiện trường để tìm được những thứ này để vật chứng liên quan đến cô. Không thể nào. Tôi biết cậu bị qua phải không? Tôi biết anh ấy ghi kiểu của mình. Cô ở lại đi, kiểu của con này chết thôi. Bây giờ con đường duy nhất của con là phải đi cùng đó. Sao cô nói giống như tỏ không là vừa chọn gì? Cô có hai lựa chọn. Nếu cô chọn A, chúng ta hãy cùng đi. Nếu cô chọn B, ta sẽ giết cô, cậu đi đi. Vì cô biết không? Cô biết không? Trong bài chữ cái thì có A cô B. Sau chữ B, cô có chữ C. Hôm nay họ dám tham nhũng đến họp với tôi. Họ nói là phát hiện được số tiền lớn trong tài khoản của chị. Nhưng tôi không tin điều đó đâu. Bây giờ chị tự giải quyết đi. Tôi không biết phải nói gì bây giờ. Tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Chỉ cần bây giờ cô giúp tôi trách thủ chế chị của mình thôi. Xong rồi tôi sẽ đưa cô bằng hồn túi cho cô lại được. Thì là có thoát toàn được phải không? Nhưng mà sao cô biết chắc là tôi sẽ giúp cô hả? Nếu tôi biết được không? Tại vì tôi rất hiểu cô mà. Cô nói thật sao? Tuy rằng hai đứa tụi mình luôn đã làm với nhau, nhưng mà tôi cảm nhận được cô không hề ghét tôi. Cô cũng thấy vậy cô gái hay không? Tôi cho cô biết, tôi sẽ không giết người đâu. Tôi chỉ giúp cô xử lý bản thân thôi. Chỉ có như vậy là đủ thôi. Hai cô nhỏ khốn kia nhất định không để tụi nó thoát được. Nếu tụi nó sống ngày nào thì người đó ta không bao giờ nguôi. Mấy người nói chưa? Chúng tôi hiểu bà ông chủ, cho nên chúng tôi tăng cường hệ thống an ninh. Hay là ông chủ đi du lịch đi, cho chúng tôi ở đây tiêu diệt hết bọn họ rồi ông về cũng được mà. Nhưng mà cậu phải nhớ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Không cần phải ra đại dương để bắt cá nhỏ mà. Mình chỉ việc ngồi yên, chờ tôi dính lưới là được rồi. Tôi nói chuyện có phải hay không? Ông nói chỉ phải. Tôi cũng đang nghĩ như vậy. Hay thật. Lời kế chuyện của cô dùng cái này của cô phải không? Ừ. Phần mềm mới tôi cũng đã cài đặt xong rồi. Trước khi ngày mai cô với Thành Thảo mới được. Đây là bạn trai cũ sao? Vậy cái gì? Điều khiển của anh thì cũng được, nhưng mà cậu ta thì không biết chủ động trong tình yêu, thì tôi chỉ thích những người đàn ông chủ động thôi. Tôi muốn hỏi cô con này cứ được hay không? Nếu như tôi không mang một sắc cửa giống như bị chưa, bà tôi là một cảnh sát thì sao? Thì cô chỉ tội anh ta hay là tôi hả? Cô ngồi đi. Tôi biết có hỏi cũng như không mà. Nhưng hôm qua cô đã mất ngủ thì cô đã nói hết với cô chị. Cô nói cô là một chiến binh, còn tôi chỉ là một tên tặc thôi. Nè, cô bảo trọng. There.
thang máy của A khu B khu C khu D, nhưng ở tầng 87 thì chỉ thang máy số 1 ở đây sẽ được phép hoạt động thôi. Đã rõ chưa? Dạ đủ. Tôi biết là cô tình trốn tôi mà, nhưng tôi sẽ giúp cô. Cũng là địa tử của mình, tôi sẽ không làm cô thất vọng được. Một mình tôi nè, thì phải nghe đi. Cô biết không, tôi bao giờ đã nằm mơ. Địa tử quyết định tôi sẽ không bắt cô đâu.